Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn quất tháp rất là đẹp. Vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên các bạn nhé. Tổng của vườn này có khoảng tầm 200 cây. Và mình tiếp tục để số điện thoại của chủ vườn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì các bạn điện trực tiếp vào số máy đó. Cây quả to, lá xanh rất là đẹp. Và mình dẫn quý vị và các bạn đi vòng để tham quan cái vườn quất này.